mời quý vị và các bạn theo dõi cửa hàng lên sóng một mẫu đầu giải mã CD giải mã của dòng Pioneer. Đây là một mẫu đầu VIP anh em nha. Nó VIP thể hiện cấu tạo bên trong cũng như kích thước này. Anh em thấy mẫu đầu này có chiều sâu như một con đâm ly. Thường thì những mẫu đầu giải mã nó chỉ sâu đến tay tôi đang chỉ đây thôi. Nhưng con này thì nó dạng to khủng. Bề ngang thì nó vẫn là 42. Nhưng chiều sâu thì anh em thấy nó miên man luôn. Bởi vì nó rất nhiều linh kiện bên trong. Con đầu này phần CD nó không chạy nên cửa hàng báo giá cho anh em chỉ 4 triệu đồng thôi. Nó là tuyệt vời cho anh em nào chỉ dùng giải mã và lại được hàng khủng. Đó. Phần mắt nó không đọc nên là bán chức năng giải mã 4 triệu. Đẹp như mới tinh, góc cạnh mượt mà, nước sơn zin chất nhà máy luôn, như mới. Đó. Em thấy mượt mà chưa? Bãi zin tuyệt đối. Phần CD nó không chạy, bán chức năng giải mã thôi. 4 triệu đồng. Và đã chơi đầu giải mã thì anh em cũng chả dùng đến CD hoặc MD đâu. Đó, được xuất tín hiệu ra. Thông tin của sản phẩm 18711 Japan. Điện 100V, bề ngang 42. Chiều sâu thì nó cũng tầm khoảng gần 40 đây anh em ạ. Nó là hàng khủng như âm ly luôn. Đó, tôi chạy giải mã tôi sẽ bấm nút record để chế độ quang optical. Có đầu giải mã thì anh em chơi nhạc mạ nó sẽ hay và nó sẽ chuẩn hơn. Nó giải mã về chất lượng tín hiệu của CD analog. Đầu giải mã và lọc nhạc nó là một bộ phận mà anh em nên sưu tầm cho nó đủ bộ để anh em chơi, nghe nhạc và hát karaoke. Xin chào, hẹn gặp lại nha.